Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em cho mình xin một like và một subscribe để cập nhật những video tiếp theo từ mình nha tất cả các bạn. Để quay lại chủ đề chính hôm nay, mình sẽ review lại, mình sẽ cập nhật lại một cái sàn Kit Agent trước kia mình đã từng giới thiệu cho tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ còn 2 ngày 09 phút nữa các bạn, khi đăng ký cho một tài khoản mới, các bạn nhận được 100.000 kit. Các bạn chia sẻ cho 5 người, các bạn nhận được 200.000 kit. Giá kit của tại hiện tại bây giờ là giá 0.00001 USD cho 1 đồng kit nha tất cả các bạn. Đây, video này mình hướng dẫn cho tất cả các bạn KC nha. Hiện giờ kèo này còn làm ngon nha các bạn. Giá kit hiện tại lên rồi, để KC thì các bạn nhấp vào cái phần một trang cá nhân của mình nè. Còn bạn nào chưa đăng ký thì để mình hướng dẫn đăng ký sau nha các bạn. Hiện giờ sàn Kit Agent đã mở ra sàn giao dịch nha các bạn. Đây, mình hướng dẫn các bạn KC trước đi. Các bạn vào mua một xác nhận nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi, sau khi mua xác nhận, các bạn mới nhấp vào đây nè. Các bạn chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Các bạn ở nước đầu thì các bạn chọn đó. Các bạn ở Gaysin thì chọn Gaysin. Mình Việt Nam thì mình chọn Việt Nam nha các bạn. Ôi, Việt Nam mỹ dạng dưới đây luôn. Rồi, các bạn chọn về Việt Nam. Rồi, đây thì có 3 hình thức nè. Passport là giấy chứng minh nhân dân. Passport là sổ hộ chiếu. Còn ID card thì giấy chứng minh nhân dân của mình. Còn này là bằng lái xe, mình chọn ID card. Các bạn nhấp vào nha các bạn. Đây thì các bạn up lên một cái khuôn hình mặt trước giấy chứng minh nhân dân, khuôn hình mặt sau giấy chứng minh nhân dân. Rồi, các bạn bấm nét nha các bạn. Sau khi các bạn bấm nét, đây mình up lên nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn bấm up giấy chứng minh nhân dân mặt trước mà sau bấm nét, các bạn cho phép nha các bạn. Đây thì hình thức KYC này có khoảng trong vòng 3 phút là nó xét duyệt các bạn. Đây thì nó xác minh bằng camera nha tất cả các bạn. Khoan, các bạn chờ nó lót. Cạn chạy lót chút nha các bạn. Sau khi nó lót ra camera, các bạn đưa khuôn mặt của mình vào nha các bạn. Rồi, các bạn bấm nút I am Tree nè. You can. Rồi, gì là được nha các bạn. Các bạn đưa camera ra, các bạn chờ cho nó khoảng vài giây nha các bạn. Rồi, như vậy là nó đang mình, các bạn cầm khuôn, đưa khuôn mặt mình sát vào camera, các bạn giữ khoảng 5 giây nha các bạn. Rồi, các bạn bấm nét. Rồi, như vậy là ok nha các bạn. Edit card. Rồi, sau khi các bạn đây thì mình cập nhật lại nha các bạn. Đây thì kit trên là hệ sinh thái của nó là bạn đăng ký một cái tài khoản kit là có thể đăng nhập vào 2, 4, 6 hệ sinh thái của kit cơ nè, kit ghép nè, kit methane nè, kit wallet nè. Đây thì mình nhấp vào kit cơ cho tất cả các bạn xem. Đây thì cái sàn này nó đã chính thức khởi chạy cho tất cả các bạn trao đổi đồng kit nha các bạn. Rồi, nạp tiền trên một đầu tư. Hiện tại nó tổng số dư, sau này đồng kit nó sẽ cho mình chạy qua cái đồng BTC, ETH, USDT rồi nè các bạn. Đây thì mình chưa có giao dịch nha các bạn. Còn các bạn đăng ký mà nhận tiền khuy đó thì để nó đang phát triển nha các bạn. Khi nào mà nó thông báo giao cho các bạn rút tiền cái đồng kit, nhận đồng kit miễn phí nha các bạn. Đây, các bạn muốn nạp tiền thì nạp tiền vào nè. Để mình xuống cái tổng số dư, lịch sử số dư đi vượt thôi. Cái này mình để các bạn, mình hướng dẫn các bạn sau đi. Rồi, đây mình hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký nha các bạn. Sau khi click phần link mô tả mình, các bạn nó ra một cái giao diện như vậy nè. Các bạn muốn đăng ký email hoặc họ tên gì, mình khuyên các bạn nên đăng ký bằng Google cho nó mau đi. Bảo mật của Google cũng
các bảo mật anh tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào Google hoặc Facebook nữa các bạn. Khỏi vào mail, mấy bạn đăng ký mấy này kia mới không vào mail công fit nữa. Các bạn đăng ký bằng Google đi login cái là xong. Rồi các bạn chọn tài khoản nè. Các bạn như vậy click phần link mô tả mình login cái Google và KIC để nhận đồng kit 100.000 kit miễn phí nha tất cả các bạn. Giá hiện tại cũng nói cũng khoảng mười mấy đô. Cũng rất là ngon nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ chút nha. Chờ login. Hiện giờ sàn kit này đã cho giao dịch rồi. Rồi, vậy như vậy mình đã có một cái tài khoản nha các bạn. Sau khi có tài khoản rồi, các bạn bấm vào cái mục này mà chỉnh sửa trang cá nhân của mình nha các bạn. Mục hình vuông kit này nè. Cập nhật thông tin trang cá nhân của mình nha các bạn. Vậy video mình kết thúc. Đây thì hệ thống của nó nè các bạn. Các bạn biết không? Mình đã kiếm được rất là nhiều các bạn. Phan đây mình dọc xuống cho cái hệ thống nè. Đây là những người đứng top nè các bạn. Sàn kit này thì mình đã từng giới thiệu cho để mình coi mạng lưới của nó. Sau khi các bạn chia sẻ được 5 người, các bạn sẽ nhận được, hiện tại bây giờ nó không phải là 50.000 kit nữa mà là 200.000 kit. Hiện giờ đang khuyến mãi nha tất cả các bạn. Mở được 3.000 giới thiệu cấp 1, các bạn nhận được 8.300 đồng kit. Đây hệ thống của mình nè. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc chị không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình trả lời cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy mình kết thúc video tại đây nha.